quyền sử dụng đất và nhà nước đại diện quản lý đất cảnh báo chế độ Việt Cộng đang ăn cướp đất cướp nhà của dân. Hồi nào tới giờ, từ thuở tạo thiên lập địa đến giờ, ở khắp mọi nơi trên thế giới đều có một quy luật bất khả di dịch, có nghĩa chưa bao giờ thay đổi. Ai đã làm chủ đất thì đương nhiên được quyền sử dụng đất đó. Có nghĩa đất đó của tôi đương nhiên được quyền xây cất, trồng trọt, bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê mà không cần bất cứ ai ban phát quyền sử dụng đất cho tôi. Tự nhiên chế độ Việt Cộng đẻ ra cái gọi là quyền sử dụng đất nằm trong sổ hồng, sổ đỏ để ăn cướp đất và nhà của dân. Đơn giản, không ai còn quyền sở hữu đất, nhà nữa. Tất cả mọi người dập chỉ được quyền sử dụng đất mà thôi. Và chế độ Việt Cộng còn kèm theo câu, đất đai do nhà nước quản lý cũng để ăn cướp đất của dân. Hàng triệu dân oan đã bị cướp đất, cướp nhà, sống lang thang đi khiếu kiện khắp 63 tỉnh thành. Mà tôi đã làm hàng trăm clip để đấu tranh cho những dân oan này. Dựa theo báo pháp luật của chế độ Việt Cộng, đất đai ở Việt Nam thuộc sở hữu toàn dân. Nhân dân là chủ sở hữu và do nhà nước đại diện quản lý. Mà tôi đã chụp hình làm bằng chứng. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, có nghĩa dân chúng tôi làm chủ mảnh đất nơi chúng tôi đang sinh sống. Chúng tôi chưa từng giao quyền đại diện chủ sở hữu cho nhà nước quản lý. Nên nhớ, thằng quản lý luôn luôn dưới quyền của ông chủ hay bà chủ đất. Chủ đất luôn luôn có quyền đuổi việc những thằng quản lý tôi. Tôi muốn lên tiếng báo động cho tất cả mọi người Việt Nam trong và ngoài nước hãy cẩn trọng khi mua đất, mua nhà. Chế độ Việt Cộng đang nắm luật pháp, một thằng cán bộ Việt Cộng có thể một mình nó nắm hết cả ba quyền, lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nó chính là thằng Nguyễn Phú Trọng đây. Nó làm đại biểu Quốc hội, lập pháp. Nó còn làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, chức vụ còn cao hơn Chủ tịch nước và Thủ tướng, hành pháp. Nó còn đốt lò xử án biết bao nhiêu thằng cán bộ cao cấp như Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung, Trần Bắc Hà và còn bắt hàng chục tướng tá mới đây. Coi như nó đang nắm trọn tư pháp, muốn xử ai là xử. Nó vừa đá banh, vừa làm trọng tài và còn sửa cả luật theo ý muốn của nó. Bởi thế, nó đạp điều lệ đảng để làm thêm nhiệm kỳ 3 của chức Tổng Bí thư, dù nó đã gần 80 tuổi rồi. Đi đứng phải có người đi kèm và phải nhờ người mang tã cho nó. Nó vẫn tham lam quyền lực, một đít nó ngồi 12 ghế. Rồi đây, mọi người sẽ trở thành nạn nhân bị cướp đất, cướp nhà. Chỉ còn một cách, toàn dân phải quan tâm đến nhà, đất. Đòi hỏi quyền làm chủ đất, chủ nhà của mình, cùng xuống đường đòi thả ngay lập tức những tù nhân lương tâm, giải thể chế độ man dợ này. Coi như cơ quan anh Nguyễn Phú Trọng mà rất bao nhiêu năm nay, bao nhiêu cái quốc hội rồi mà vẫn cái ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nhắm mắt làm ngơ để cho chính quyền ở địa phương kèm kẹp nhân chúng tôi, đầy đọa cho nhân chúng tôi mất quyền tự do, không đang được dân làm chủ. Bây giờ đây chúng tôi yêu cầu đề nghị ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư, chủ tịch nước một đích mà ngồi hai ghế,
người đã lại giành được quyền làm chủ toàn nhân dân Việt Nam. Để nhân dân chúng tôi bầu những người cầm cái lá phiếu, bầu những người có tài có đức để lên bảo vệ đất nước. Khối nhân dân chúng tôi, khối quyền, khối cái chối độ kèm kẹp nữa. Nhân dân chúng tôi được tự do, nhân dân chúng tôi được có cuộc sống, nhân dân chúng tôi khắc mất đất mất nhà. Bây giờ nhân dân chúng tôi như thế này, chế độ quá thối nát, chế độ quá hèn hạ, vậy mới dịch ác với dân, cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi, nhân dân chúng tôi mới ra đi đường như này, không có tự do, không nhân được nhân làm chủ. Bây giờ tôi yêu cầu nhân dân chúng tôi, dân ông ba miền chúng tôi yêu cầu là cả nhân dân cả nước Việt Nam, nhân dân chúng tôi yêu cầu Nguyễn Phú Trọng trả lại đất nhà, trả lại công lý, trả lại tự do, trả lại dân chúng tôi được quyền làm một con người, trả lại được dân chúng tôi cầm cái lá phiếu đi bầu những người có tài có đức lên để bảo vệ đất nước. Nhân dân chúng tôi hết kiềm kẹp, hết chế độ áp bức. Như thế này nhân dân tôi quá áp bức, bóc lột nhân dân chúng tôi, cướp đất cướp nhà. Những người có công cách mạng cướp đất cướp nhà, những người liệt sĩ cướp đất cướp nhà, những người đảng viên đảng cộng sản. Chỉ dân tôi biết chừng nào. Những người dân oan mà mất nhà, mất đất, phải sống lang thang rồi là giống như là bụi đời, lang thang ở ngoài Hà Nội. Quý vị thấy tưởng tượng được mà. Tại vì cá nhân TV256 đã từng đi bụi đời rồi, thành ra biết cái cảnh khổ của bụi đời như thế nào.
Mình bụi đời thì không có bao nhiêu. Mình chỉ có đi có 6 tiếng đồng hồ thôi. Mà mình chịu không nổi rồi. Còn những người dân ngoan này đó, họ đi suốt cuộc đời của họ luôn đó, mà họ sống lang thang ở ở Hà Nội như vậy mà không ai giải quyết cho họ. Tất cả những cái cơ sở gọi là tiếp dân đó, sự thật là nó đuổi dân thôi chứ nó đâu có tiếp khỉ gì đâu, nó đâu có giải quyết được cái gì đâu. Thành ra cái một cái chế độ mà TV nhận xét nó rất là man rợ. Mà nó để tình cảnh này xảy ra cả chục năm luôn. Gần như là ngày nào cũng có dân oan biểu tình đó. Mà dân oan vẫn tiếp tục biểu tình hoài thôi. Tại vì người ta sống khổ quá mà. Thử hỏi nhà cửa mà không có toilet rồi, không có mùng mền rồi đó, rồi mũi nó cắn đó. Trời ơi, mình nói thiệt, mũi nó cắn rồi mình chịu không nổi luôn. Cái mũi là cái kinh hoàng nhất. Thôi, TV256 xin báo đồng quý anh chị em gì thôi. Mà cái chuyện mà cướp đất, cướp nhà này nó xảy ra hoài thôi, nó không bao giờ chấm dứt được. Ngoại trừ chúng ta giải thể được cái chế độ này. Cái chế độ mà độc ác man rợ này mà chúng ta giải thể được thì mới chấm dứt được cái vấn đề mà dân oan thôi. Cả nước oan hết chứ không phải là chỉ có những người mất đất, mất nhà mới oan thôi. Cá nhân TV256 cũng bị oan ức thôi. Đất nước mình không sống mà mình phải đi ra ngoài hải ngoại để mà sống. Mình phải vượt biên để mà sống. Oan ức lắm chứ. Nếu mà cái đất nước mình nó được tốt đẹp thì không có ai rời bỏ đất nước mình hết. Phải không? Cái đó cũng là oan ức chứ. Trên 2 triệu người Việt ở hải ngoại cũng là oan ức. Hiện giờ có thể lên tới 4-5 triệu chứ không phải, tại vì cái thành phần mà du học rồi làm việc rồi gọi là xuất khẩu lao động đó, coi như là món hàng 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 hóa, con người xuất khẩu lao động nhục nhã. Người Việt Nam phải làm giống như làm nô lệ trên xứ người. Nó không có tạo ra cái công ăn việc làm cho người Việt Nam. Xuất khẩu cô dâu. Rất là thương tâm. Những người Việt Nam mà gọi là xuất khẩu lao động đó, biết bao nhiêu mà vấn nạn xảy ra. Người Việt Nam làm nô lệ khắp nơi trên thế giới, cả rồi là nô lệ tình dục. Nó nhiều cái câu chuyện rất thương tâm lắm quý anh chị em ơi. Thành ra mình mới thấy được cái man rợ của cái chế độ này. Nó man rợ khủng khiếp luôn đó. Thành ra TV256 phải nói hoài thôi. Chứ mình cũng đâu phải sung sướng gì mà mình nói. Mà mình nói để nó thay đổi chứ. Mình nói để nó thay đổi. Nó nhìn thấy đồng bào khổ sở chứ. Hàng triệu dân oan đó. Chứ không phải là chỉ có một số người đi biểu tình như vậy đâu. TV256 biết mà, hàng triệu người mất nhà mất đất đó. Về cái luật pháp mà man rợ của nó, tự nhiên nó đẻ ra người ta chỉ có quyền gọi là sử dụng đất thôi. Hiện tại không có ai được quyền làm chủ cái đất của mình hết.
Thành ra nó cho là nó là có quyền gọi là quản lý cái đất thôi. Nhưng mà sự thật nó lại đưa cái câu nói ở trên báo đó là nhân dân có quyền sở hữu đất đai là sở hữu của toàn dân. Đó, báo chí nó nói như vậy đó. Nhưng mà sổ thì nó cung cấp ra đó là sổ hồng, sổ đỏ gì đó là người dân chỉ có quyền sử dụng thôi, chứ không phải làm chủ đất. Thấy không? Luật pháp nó mang rợ như vậy đó. Tại vì nó tính cướp đất của người dân. Thành ra đất đai đó nó có quyền tịch thu bất cứ lúc nào. Thành ra mày chỉ có quyền sử dụng đất thôi, chứ không phải là mày làm chủ đất. Còn tao á, tao mới là chủ đất nè. Thấy không? Mà nó đâu phải là chủ đất đâu, nó là quản lý. Mà thằng quản lý làm sao mà bằng cái người mà chủ đất được. Nhưng mà nó vẫn tịch thâu đất của mình, rồi người ta phải sống lang thang bụi đời khắp nơi hết. Thử hỏi biết bao nhiêu gia đình tan nát, cái xã hội tan nát. Làm sao mà sánh cùng với tất cả các quốc gia trên thế giới được. Ở thế giới người ta sống sung sướng như thế nào? Như cá nhân TV mà TV cũng đã tường thuật rồi đó. TV 256 qua bên đây đó, chỉ có cái tháng đầu tiên đó, làm việc chỉ có một tháng thôi là TV đã mua được chiếc xe mới rồi, chiếc xe hơi mới rồi. Trong cái tháng đầu tiên à, mà mình đến đây bằng hai bàn tay trắng á. Ừ. Hai vợ chồng mua được chiếc xe Pontiac đời 69. Lúc đó chạy cứ khoảng 8-9 năm rồi đó, người ta bán lại cho mình. Bán cho mình có 550 đô la. Mà hai vợ chồng trong một tháng đó là trên 500 đô la rồi là mua chiếc xe. Là tại vì mình cũng đậu bằng lái rồi. Thì mình mua chiếc xe thôi. Mình thử hỏi, mình là một người mà tay trắng đó, không có một đồng dính túi nữa, mà trong vòng một tháng là mình đã có một chiếc xe hơi rồi. Thử hỏi làm sao mà mình im lặng được. Mình thấy đồng bào trong nước khổ quá, Thì mình phải giúp cho đồng bào trong nước chứ. Mà giúp cho đồng bào trong nước thì chỉ có một cách duy nhất là phải lật đổ chế độ, phải giải thể cái chế độ cộng sản này. Mình chỉ cần giải thể cái chế độ cộng sản thôi. Ai làm việc gì cũng vẫn giữ nguyên đó, chỉ là giải tán cái đảng cộng sản thôi. Tại vì cái cộng sản nó làm cho nghèo đói, nó rất là độc ác. Chỉ đơn giản vậy thôi. Dựa theo cái sự phát triển của toàn thế giới, người ta dựa theo cái nền văn minh dân chủ tự do thì đất nước phát triển thôi. Đâu còn phải mà có người mà khổ quá như thế này. Thử hỏi, TV 256 qua đây là năm 1978. Mình chỉ qua có một tháng sau thôi, TV hứa danh dự như vậy đó. Từ một bàn tay trắng mà mình mua được chiếc xe, không có mượn tiền ai hết á. Hai vợ chồng là đủ mua chiếc xe 550 đô la rồi. Mà xe cũng còn mới đó. Thì mình phải nghĩ đến, mình nghĩ mình biết rằng là một cái chế độ mà tự do, dân chủ thì nó sẽ phát triển vượt bậc. Đơn giản như thôi. Rồi làm sao mà mình không đấu tranh cho dân tộc của mình? Mình muốn người dân của mình cũng giàu có, cũng sống hạnh phúc, sung sướng. Mà cái yêu cầu đơn giản của mình đó là
giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam. Cộng sản thế giới người ta đã tẩy chay, nó đã sụp đổ rồi, đâu có còn thằng nào là cộng sản nữa đâu, đâu có còn thằng nào là vô chính, vô sản chuyên chính nữa đâu. Thằng nào bây giờ cũng là tư bản đỏ rồi, thằng nào cũng giàu có hết rồi, phải không? Đâu có nờ còn cái nền mà kinh tế tập trung, công nông trường, hợp tác xã, đâu có đâu. Tất cả đã thay đổi hết rồi. Mình đang là một nền kinh tế tư bản. Mà nói rằng là kinh tế thị trường đó, coi như là mình bỏ cái chủ nghĩa cộng sản vào sọt rác rồi. Tại sao mình không đủ can đảm? Tại sao Đảng Cộng sản không đủ can đảm dẹp bỏ cái tên nữa? Mình cần bỏ cái tên gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại vì nó không còn cộng sản nữa. Nó không phải là vô sản chuyên chính. Nó không phải là nền kinh tế tập trung công nông trường. Chủ nghĩa cộng sản thì nó dựa vào cái nền tảng đó. Mà bây giờ mình không còn sử dụng cái nền tảng đó thì mình phải dẹp bỏ cái tên Đảng Cộng sản Việt Nam, giải thể nó, đơn giản vậy thôi. Là mình sẽ thấy sức mạnh của toàn dân. Toàn dân sẽ làm giàu cả nước. Bất công nó sẽ không còn xảy ra nữa. Hoặc là nó giảm đi. Còn hãy nói đến đâu cộng sản đó, là nói đến ăn cướp. Cướp đất của dân, cướp nhà của dân. Cộng sản là ăn cướp và nói láo. Người dân người ta biết chứ không phải là không biết. Thành ra các anh phải thay đổi. Không còn cách nào khác hết. Mấy anh phải tự thay đổi. Hoặc đến lúc người dân phẫn nộ, người dân đứng lên để mà thay đổi các anh, thì cái đó nó khác. Trong khi các anh thay đổi đó, tự thay đổi, tự chuyển biến, nó rất là dễ dàng. Nó chỉ là giải tán Đảng Cộng sản, giống như Gorbachev ở bên Nga đó, ký một cái chữ ký gọi là giải tán Đảng Cộng sản, vậy thôi. Mà phải áp dụng cái nền tự do, dân chủ, nhân quyền cho đất nước thì tự nhiên đất nước phát triển vượt bậc luôn. Đồng bào ở hải ngoại đều có cơ hội để mà vận động quốc tế để mà làm giàu cho đất nước. Vận động quốc tế viện trợ cái này, viện trợ cái nọ cho Việt Nam. Đồng bào hải ngoại làm được cái chuyện đó. Nhưng mà hễ mà còn cộng sản cai trị á, thì đồng bào hải ngoại không thể nào làm được. Đồng bào hải ngoại không thể nào làm được. Mình muốn là cộng sản không còn cai trị thì mình mới giúp nước được. Cộng sản còn cai trị thì đất nước mãi mãi nghèo đói. Cộng sản nó mang đến cái nghèo đói cho đất nước. Bởi vì cả thế giới người ta đã từ bỏ cộng sản rồi. Đâu có ai còn cộng sản nữa đâu. Thằng Trung Cộng nó cũng đâu phải là cộng sản đâu. Chỉ còn nữa là độc nhất cái thằng Bắc Hàn thôi. Thì thằng Bắc Hàn nó phải sống trong nghèo đói. Nếu mình tâm tình với quý anh chị em như vậy là cũng đủ rồi. Ước nguyện mình cũng như đó thì cũng đã, mình đã nói nhiều rồi. Cái ước nguyện mình chỉ có giải thể cái chế độ cộng sản thôi. Chỉ có giải thể thôi, tự động nó giải thể, nó ký gọi là
nó là tổng bí thư, thí dụ Nguyễn Phú Trọng, nó chỉ ký gọi là nó giải thể cái đảng cộng sản thôi, còn cái quyền hành nó cứ nắm đi, nó đâu có cần làm cái gì đâu. Nó là tổng bí thư thì nó có quyền nó ký giải thể cái đảng cộng sản vậy thôi. Rồi muốn thành lập cái đảng nào đó thì đảng. Chứ mình không thích mà những cái con người cộng sản mà mình gọi là treo đầu dê bán thịt chó đó, mình không còn cộng sản nữa thì mình phải ký giải thể cái đảng cộng sản. Ngày nào mà mình còn là nằm ở trong đảng đó là mình lừa gạt người dân rồi. Trong khi đảng mình không còn cộng sản nữa mà mình vẫn lấy cái tên đó, mình vẫn lấy cái tên đó là mình gạt người ta rồi. Người ta gọi mình treo đầu dê bán thịt chó là đúng rồi. Và mình tự động người ta chỉ vô mặt mình, người ta nói mày là cái thằng vô liêm sỉ, treo đầu dê bán thịt chó, mình trả lời không được. Tại vì mình không còn cộng sản nữa thì mình phải thay đổi cái tên, không? Phải chính danh. Không còn cộng sản thì phải thay cái tên khác chứ. Mình phải thay cái tên là đảng dân tộc hay là đảng lao động hay đảng gì đi. Ừ. Còn phải thay đổi hiến pháp nữa. Tự nhiên ở hiến pháp rồi có cái điều 4 rồi là đảng cộng sản lãnh đạo là ngồi xổm trên hiến pháp như vậy. Luật pháp phải công bằng chứ. Đâu có phải tự nhiên mình lấy cái tên đảng của mình rồi ngồi xổm lên hiến pháp gì. Tự nhiên nói là mình lãnh đạo rồi là giai cấp công nhân, nông dân mà gọi là nó là thành phần nghèo nhất. Khổ không? Mà đại diện ai mà cho mấy anh đại diện vậy? Toàn là thứ bịp bợm không à. Thôi, TV256 nói đây cũng đủ rồi. Thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Để cho coi tí xíu rồi. Mấy người công an đó, họ ăn tiền của dân, hiểu không? Họ bận đồng phục cái bộ áo của họ cũng là tiền của dân, mà không lo bảo vệ dân, tìm cách để mà đưa người dân lên xe bus rồi chở đi, tìm cách rồi là ngăn cản cái sự xuống đường của người dân, rất là mang lợi. Dân dân chúng tôi không được tự do. Bởi vì họ nói rằng là công an nhân dân. Họ dùng cái tên nhân dân đó là của nhân dân đó. Mà rốt ruột là còn đảng thì còn mình. Công an nhân dân mà lo phục vụ đảng, toàn là những cái lời mà điếm đàn xỏ lá ba que, không? Nó xỏ lá ba que mà nó cứ người nói người khác là ba que. Khốn nạn cái chế độ nó như vậy đó. Chế độ mộ rợ. Thành ra đó, không thể nào mà sống được hết. Người dân không thể nào mà sống được hết. Mà đến tới giờ phút này rồi, người dân vẫn còn bỏ nước ra đi. Dù là ra đi mà chết trong thùng đông lạnh vẫn ra đi. Nhân dân chúng tôi mất quyền con người. Nhân dân chúng tôi bị cái chế độ kèm kẹp, áp bức, góp đất, góp nhà, hại dân, hại nước. Nhân dân chúng tôi không được tự do. Bây giờ tôi yêu cầu nhân dân chúng tôi những phước trọng trả lại đất nhà, trái hoại, tự do, quyền con người, nhân dân chúng tôi. Nhân dân biết chứ sao không biết. Nhân dân biết rất rõ. Chỉ có cái tự do, dân chủ là được đi bầu. Được đi bầu ra cái người mà lãnh đạo của mình. Thì cái đất nước tự nhiên nó phát triển thôi. Cả thế giới người ta đi như con đường đó. Tự do, dân chủ, nhân quyền là phát triển thôi. Trả lại tự do chúng tôi.
được quyền đi bầu. Đó, được quyền đi bầu đó. Lá phiếu đi bầu những người có tài có đức. Nào, bảo vệ được nhân dân chúng tôi. Đã đạo tha nhân, đã đạo tha nhân, đã đạo quan tham cướp đất hại dân, đã đạo quan tham cướp đất hại dân, đã đạo quan tham cướp đất hại dân, cạo đạo quan tham cướp đất hại dân, đã đạo quan tham cướp đất hại dân, đã đạo quan tham cướp đất hại dân, đã đạo quan tham bán nước hại dân, đã đạo quan tham bán nước hại dân, đã đạo.